sơn màu kiểu màu trắng ngà ngà đục đục quá mọi người. Và con của mình thì hoàn toàn không được sơn luôn. Ú là trời, xui thế. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người lại quay trở lại với Story Fam. Mình là Tuấn, thì hôm nay mình lại tiếp chúng ta lại tiếp tục trở lại với series robot Alloy Beast của BT. Và lần này sẽ là robot số 2, Leopard. Yeah, nó là một chú báo màu xanh dương, màu y chang khủng long Velociraptor luôn nha mọi người. Có điều đậm hơn một xíu. Wow. Và vẻ bề ngoài của hộp thì cũng y chang những mẫu sản phẩm khác. Thông số kỹ thuật, hình demo các sản phẩm, artwork mỗi nhân vật, mẫu sản phẩm chính và mẫu sản phẩm được chụp lại sau khi biến hình thành dạng báo. Mình nghĩ em này cũng sẽ tương tự với em sói vì bốn em đều là thú bốn chân, phong dáng đều như nhau, chỉ khác là màu sắc phần đầu robot hoặc là một vài chi tiết em các em đó. Ok, và mình đã quay trở lại rồi đây, và chúng ta sẽ để em nó ra khỏi bóc nhé. Và đây là chú báo xanh của chúng ta. Wow, form robot y chang em sói, nhưng các chi tiết khác hoàn toàn nha mọi người. Rất là đẹp, màu xanh metallic rất là đẹp. Lần trước mình quên review cho mọi người rằng những cái này nha, những cái bạc này là kim loại nha mọi người. Bằng kim loại nha, dù một lượng nhỏ nhưng mà khá ấn tượng. Màu sơn đẹp mà lại là bạc kim loại nữa, sờ vô khá là mát, mát lắm luôn ấy. Đó, đây là em báo của chúng ta, số 02. Quay khoan xí, trời ơi, bị chày rồi mọi người ạ. Bị chày rồi, và có vẻ như em của mình sơn thiếu mắt nhờ. Để mình coi lại. Ây da, ok, hộp đó rồi, hộp quan sao ạ. Mọi người đợi mình xíu. Yeah. Đúng rồi mọi người ơi. Đây. Trên trên họ. À, em báo được có một cái phần mắt được sơn màu kiểu màu trắng ngà ngà đục đục quá mọi người. Và con của mình thì hoàn toàn không được sơn luôn. Úi là trời, xui thế. Hai bên luôn mọi người, và chưa ngay đây còn bị chày nữa. Quá buồn. Buồn nhân hai. Màu phong thủy mà bị chày với lại không sơn. Nhìn qua đầu robot coi. Đầu robot có sơn nha mọi người. Đây, đây cũng chính là cái màu mắt của em nó. Màu mắt báo. Và cũng không được sơn luôn. Thật là đáng tiếc. Nha, mình cùng ngó qua các chi tiết nha. Rồi, vẫn vậy, rất là tỉ mỉ, rất là chi tiết. Trừ những cái này, điểm trừ nha. Này, số 02. Rất là đẹp. Hoàn hảo. Quay ở dưới này cũng được sơn luôn nè mọi người. Sơn màu xanh nhũ luôn. Toàn thân em nó đều có một phủ một lớp nhũ. Rất là đẹp. Thì biến độ cử động của em nó đầu vẫn gập dậy, vẫn gập lên gập xuống được, xoay 45 độ, xoay 45 độ, tay đây 360 luôn, và gập được nhiêu đây cũng không nhiều, đủ để action.
phần khớp hông xoay được 360 độ luôn. Ui, mình mới nghe tiếng gì đó. Cũng ổn, xoay lại. Okay. Và phần chân. Cẩn thận chỗ này nha mọi người, dễ làm chày mấy cái miếng này lắm. Cẩn thận vẫn hơn. Ui, cái nắp này cứng thế. Phần chân vẫn tá được lên tới đầu. Sạc ra được một xíu. Không nhiều. Ok. Phần cổ chân xoay 360. Ok. Bây giờ thì mình chuyển dạng em nó nhé. Let's go. Có cái phần khớp ở đây nè mọi người. Mà cháu không? Mình gắn vô. Vậy là kích nha. Mới vừa nói xong. Nhẹ nhàng thôi. Phần mỏ mở mở ít hơn em sói. Những em thú này biến hình vẫn rất là đơn giản, không có gì cầu kỳ hết mọi người ạ. Ok, đây là dạng báo. Nói chung thì form thú bốn chân thì em nào dạng thú cũng rất là đẹp. Mình vẫn tiếc quá, hai con mắt không sơn. Sau khi xem 360 độ của em nó, mọi người cảm thấy như thế nào? Thì đánh giá của mình, em nó vẫn rất là chất lượng so với giá thành mình bỏ ra. Điểm trừ của em nó thì không sơn mắt, em báo của mình. Trừ một điểm thanh lịch nhé. Các chi tiết rất là ok. Để chân bàn học, bàn làm việc khá là ổn. Good, good, good. Form báo, form robot đều rất là đẹp. Hạn chế cử động một xíu ở cái phần bắp chân. Khớp thì em nó hơi là khó chịu nha mọi người. Đó là một dạng khớp bi. Nhẹ nhàng với em nó thôi. Đừng quá mạnh, bạo lực quá, em nó sẽ gãy đấy. Ok. Và đó là tất cả những gì của em nó trong clip ngày hôm nay. Rất là đáng tiền. Em mua để sưu tầm trang trí bàn làm việc và bàn học. Nếu mọi người thấy thích video này, hãy cho mình một like, comment và một đăng ký để mình có động lực làm ra những video mới tốt hơn. Cảm ơn mọi người đã đến với Tom Fan.